Congratulations from Asia Book of Records for the record that was set by your students today. Dạ, xin chúc mừng ạ. Xin chúc mừng tổ chức đã hoàn thành kỷ lục ngày hôm nay bởi những học sinh, những học trò của thầy. Yes. So, you are into physical fitness and mental endurance training. Dạ, vậy thì thầy là đang đào tạo về thể chất và về tổng quan về nội tâm của con người đó không ạ? Đào tạo về lĩnh vực nội tâm ứng dụng vào thể chất. We train about the inner world and we apply to the health, apply the healthcare field, but the main is inner world. Okay, so tell me something about your company. What your company does? Ông hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về công ty và công ty đang làm việc gì ạ? Công ty là tổ chức đào tạo. Chuyên mở các khóa học về nội tâm, các khóa học liên quan tới sức khỏe, khóa học liên quan tới mối quan hệ giữa con người với con người và khóa học liên quan tới tài chính. Nhưng cái nòng cốt là ứng dụng nội tâm vào để làm sao cho sức khỏe tốt, mối quan hệ xã hội tốt và tài chính tốt để hướng đến giàu toàn diện. We are a training organization. We have courses, we have classes in the field of inner world, in the field of health, in the field of happiness, more relationship, and in the field of finance. But the most important, we apply inner world, inner mind, to have the good health, good family relationship, and good finance. Okay, so tell me something about the today's record. So, what was the motto behind? What was the purpose behind the record? Dạ, ông hãy nói cho chúng tôi biết cái thông tin và cái lý do đằng sau của cái buổi xác lập kỷ lục ngày hôm nay ạ. Kỳ vọng muốn làm sao cho người dân Việt Nam cũng người dân trên toàn cầu nhận thức lại sức khỏe của bản thân mình là hoàn toàn có thể rất có tốt được, và đồng thời khi thấu hiểu bản nội tâm của chính mình rồi thì mình sẽ vượt qua mọi giới hạn cho đối với bản thân của mình. The purpose is we want to let Vietnamese people and all human beings know that inner cognition about health, they all have health, and they have to apply inner world to get the better health in life. And so this is very good because I think today's generation need these skills for the physical fitness as well as for the to improve the mental capabilities. If somebody wants to join your courses to improve their lives, how can they do it? Nếu mà có một người muốn tham gia tổ chức đào tạo quýt để học tập thì họ phải làm như thế nào? Tổ chức đào tạo quýt đó, tất cả các khóa học là hầu như là phí tùy tâm. Đồng thời á là cũng tặng học bổng khi không vấn đậu. Thì có những cái khóa học ngắn ngày online, sau khi tham gia học tập thì hiểu về nội tâm cũng như làm sao để có thể thay gân đổi cốt, là thay đổi được sức khỏe của bản thân mình. Tất cả đều phí tùy tâm. Sau khi họ muốn học chuyên sâu hơn để trở thành chuyên gia thì sẽ được phỏng vấn và tặng học bổng để được học tập. All the course is the fee without restriction. It means that people give the money. Yeah, we don't take the intuition fee. So we have courses about the tendon and bones to change it. The course about inner world, they study, and after that they want to go deeper, and they will get the scholarship to go deeper. Okay, that's interesting. So. Does a person need to join it physically coming to Vietnam or if somebody wants to join online from some other country, then how can you help them? Có nhất thiết là con người phải đến Việt Nam để học không, hay là ở một nơi đâu đó để học và làm sao họ có thể học được, làm sao mình giúp họ được? Tất cả các chương trình của tổ chức đào tạo quýt đa phần tổ chức online, thì có những sau khi học một thời gian dài online thì sẽ có những cái chương trình tổng kết, thì họ sẽ quy tụ về đất nước Việt Nam
để có những cái chương trình offline ngắn hạn 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày hoặc 10 ngày. All the course is online, are online. Yeah, and after a time of studying, they will come to Vietnam. Mm-hmm. Yeah, to study offline. Mm-hmm. There are course 5 days, 6 days, 7 days. Yeah, together. Và chỉ dành cho chuyên gia thì họ mới quy tụ về Việt Nam. Only specialists come to Vietnam. Còn tất cả những cái lớp học thông thường thì toàn thế giới học online, không cần quy tụ về Việt Nam. All the courses, natural courses, normal course, people don't need to go to Vietnam. All around the world can study. Okay, if somebody is interested to join his program, he or she can join from any place online. No need to come physically to Vietnam to join the course, right? Có nghĩa là có phải là tất cả mọi người muốn học thì chỉ cần đăng ký online là học được. Tất cả đều đăng ký online là được. Nhưng mà hiện tại ngôn ngữ đang dùng là tiếng Việt. Trong tương lai chúng tôi sẽ mở nhiều khóa học thêm các thứ tiếng. Và hiện nay các chuyên gia ở Mỹ, ở Úc, ở Nhật Bản và một số nơi, họ đang mở những cái thứ tiếng cho quốc gia của chính họ. Đó là những người do chúng tôi đào tạo ra. All people can study without coming to Vietnam. But actually, indeed, now the main language is Vietnamese. After that, we will plan to expand to other languages. And our students who study with us, they are from Japan, from other country. They are applying this knowledge. Tiếng Pháp, tiếng Đức. French and Germany and German. They export the knowledge into these languages for the people in France, in Germany, and in Japan, in other international countries. Okay. So do you have your courses available in other languages also? Có nghĩa là hiện tại thì chưa có trong tiếng nước khác đúng không ạ? Chỉ có trong tiếng Việt. Các khóa học chưa, của mình. Chưa có tiếng nước khác. Not yet. Not yet. You plan to do it. Okay. Okay. So, may I know how many students you have right now in Vietnam? Chúng tôi có thể biết là có bao nhiêu học viên hiện tại không ạ? Năm vừa rồi thì lượt học viên học là 100.000 lượt học viên học tất cả các lớp học của tổ chức đào tạo WIT. Last year, the number of students, the traffic is last year, only one last year, 100,000. 100,000? Yes. Okay. 100,000 traffic. Hiện nay, đào tạo chuyên gia thì hiện nay đang có kế hoạch đào tạo, đã đào tạo là 2.500 người. Còn có kế hoạch tới đây là đào tạo 10.000 chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. We have trained 2,500 specialists in the field of inner world, and we plan to expand to 10,000 specialists. We call mentor with. Các chuyên gia đó hả, đi khắp nơi trên thế giới để lan tỏa giá trị này. They go all around the world to expand this knowledge. Hiện nay có hơn 30 quốc gia là mentor có 30 quốc gia. Nowadays there are 30 countries. Mentors in this country, 30. Họ là cánh tay nói dài lan tỏa tri thức của WIT ra thế giới. They are our people go around the world. Chúng tôi đang ứng dụng cái triết lý giáo dục tận gốc vào trong trong cái đào tạo. We are applying the root education philosophy into education. Phương pháp chúng tôi đang đào tạo thì tương đối đặc biệt, đó là tụ chúng gia tốc và thủ đắc. Our formula, our way to train, we have three ways. First, thứ nhất là tụ chúng gather people. Thủ đắc. We receiving information. Gia tốc and we concentration. Học viên sẽ nhận và sau đó nhận hiện thực và chuyển hiện thực một cách rất là đơn giản. Student will receive the realities and they send their reality easily, simply. Nhận hiện thực không chỉ yếu tố định tính mà định lượng mà còn yếu tố định tính, không phải chỉ yếu tố vật chất mà cả yếu tố phi vật chất. When we talk about receive the reality, it is not only physical, also invisible. Yeah. Invisible. Yeah, invisible. Ví dụ như là an vui, hạnh phúc, bao dung hay trân trọng biết ơn. For example, inner peace, tolerance and appreciation and gratitude.
we transfer this reality. And any message for today's generation? Thầy có thông điệp nào cho thế hệ hiện tại không ạ? Chỉ cần hiểu chính mình và hiểu người, và chỉ cần có niềm tin của bản thân mình và tìm đủ sự đồng thuận của con người, thì mọi ước mơ của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Yeah. Chỉ cần we only know ourselves and know people, and then xây dựng niềm tin bản thân, có xây dựng niềm tin ở bản thân, establish the self belief, tìm sự đồng thuận, đủ sự đồng thuận của con người, seek the agreement of people, enough agreement, mọi ước mơ sẽ thành hiện thực, all the dream will come true, xây dựng niềm tin của bản thân, we just need to have our belief, self belief, tìm đủ sự đồng thuận của con người, we seek enough agreement of people, mọi ước mơ sẽ thành hiện thực, all the dream, all what we want will come true. Đó là thông điệp mà tổ chức đào tạo WIT muốn gửi đến tất cả các anh chị. That is the message that WIT want to send to transfer to the society. That is very good, and society needs it very much. And we congratulate your company to expand so that this knowledge can be available to everybody in the world. Thank you so much for your time. Yeah. Chúng tôi xin chúc mừng tổ chức đào tạo WIT, và chúng tôi rất là trân trọng biết ơn vì các bạn đã lan tỏa tri thức này để cho mọi người ai cũng có thể tiếp cận. Chúng tôi xin trân trọng biết ơn ạ. Rất là biết ơn ạ. Dạ, trân trọng biết ơn. Thank you. Yeah.